Alo, alo, các ông nghe rõ không? Nghe rõ. Ông Hùng đâu? Ổng không chịu xuất hiện. Chúng ta cứ vậy mà họp tiếp thôi. Vậy làm sao tụi này biết là ông Hùng đang họp với tụi này chứ? Phải đó. Lỡ ông ra lệnh này nọ rồi nói ông Hùng ra lệnh rồi sao? Nhảm không? Sau bao nhiêu năm mấy ông vẫn đa nghi như xịt, đa nghi chiều cũ, cuối cùng vẫn không làm được gì hết. Đúng là giọng thật Hùng. Hôm nay họp ngắn gọn thôi. Trước hết, tôi muốn mấy ông không được nghe những lời đồn thất thiệt mà làm mất đi tình đoàn kết của mấy anh em. Thứ hai, mấy ông phải làm việc trực tiếp với vợ chồng Trí Tài, nhất nhất nghe theo lệnh của Trí Tài, xem sự xuất hiện của Trí Tài giống như là sự hiện diện của tôi. Tôi nói rất nghiêm túc, vì sự an nguy của toàn tổ chức, mấy ông phải nhất nhất nghe theo. Tình hình là Interpol cũng bắt đầu lễ ý lên tổ chức rồi đó. Vì ông Hùng đã dương lên lãng cấp mới rồi. Cho nên từ nay mấy cái cuộc họp hành Internet này rất dễ bị lễ ý. Là sao? Dương lên đẳng cấp là như thế nào? Có nghĩa là những cuộc họp như thế này, chúng ta nên gặp mặt trực tiếp, nói chuyện thẳng thắn với nhau an toàn hơn trên Internet. Sao? Ông sợ nghe lén hả? Nhiệm vụ của tôi đến đây là hoàn thành, các ông tự xử đi nha. Được rồi, để tôi lo. Vấn đề là hiện nay việc kiếm tiền của tổ chức đã đi vào ổn định và phát triển. Chuyện quan trọng nhất hiện nay là phải làm sao giữ được tiền và làm sạch nguồn tiền đó. Ông làm gì vậy? Tôi thấy tiền mặt xài vẫn được mà. Hèn chi ông Hùng vẫn thường nói ông chỉ là một thằng đầu nậu ở xứ khỉ ho cò gái. Việc vận chuyển ma túy, chế biến ma túy, phân phối ma túy, thu lợi từ ma túy đã bắt đầu đi vào ổn định. Nguồn thu chính của chúng ta bây giờ là các đầu mối bán hàng ở nước ngoài như Thái Lan, Macau, Lào, thậm chí là thị trường Hồng Kông. Vì chúng ta là nước bản địa, có thể mua tận gốc vật liệu để chế biến. Giá trị của gói hàng khi được vận chuyển tới các nước khác có khi tăng lên gấp 4 lần với giá tiêu thụ tại Việt Nam. Nhưng thực chất, chúng ta chỉ có quyền lực trong thế giới ngầm. Khi đứng ra ánh sáng, chúng ta không có tiếng nói, thậm chí có muốn bóp cổ mấy cái thằng khỉ gió ăn chặn từng đồng tiền bẩn cũng không được. Vì sao? Vì chúng ta là tội phạm. Tóm lại, khi ra ánh sáng, chúng ta cũng chỉ là con kiến còn dán bẩn thỉu mà thôi. Cho nên kể từ bây giờ, việc quan trọng nhất của chúng ta là phải hợp thức hóa nguồn tiền, để cho chẳng những anh em họ Trương của chúng ta mà tất cả đàn em của chúng ta phải đàng hoàng bước ra ánh sáng, xài những đồng tiền của chúng ta một cách hợp pháp. Khi chúng ta bước ra ánh sáng phải được mọi người nể trọng. Hay, nói hay lắm. Nhưng mà cách nào? Rồi, đủ tiền rồi đó. Tôi đếm 2-3 lần rồi, không có thiếu đồng xu các bạc nào đâu. Tôi nói đi hết rồi hả? Ừ. Đó, thấy đàn em của ông Tài bà Hồng dữ dằn không? Thấy ghê à. Giữ bằng đùi đỏ không? Thôi đừng nói nữa. Hôm bữa tôi cũng bị xử rồi, nhớ tới còn nản à. Nản quá ha. Nói vậy khi được thưởng á, có nản không? Có sợ không? Cái đó khác. Được thưởng mình có động lực mình làm thêm nữa. Ê, mà nè, cuối cùng á, ông Hùng cũng chỉ là cái bóng ma lẩn vẩn quanh đây thôi đúng không? Ông bị khùng hả?
ông Hùng cũng làm những chuyện lớn thôi, cần gì ra mặt. Lớn hả? Lớn bằng cái việc mà rửa tiền ở đây không? Ê, nói nhỏ thôi, chuyện đó sao tôi biết được. Ông á, là đàn em thân tín của ông Lâm đúng không? Chắc chắn ông Lâm biết ông Hùng đang ở đâu hả? Ông Lâm không biết đâu, chỉ có tôi biết thôi. Ở đâu? Nước ngoài chứ đâu. Nước ngoài là nước nào? Hồng Kông, Singapore, Macau, Lào, Thái Lan, Campuchia. Rồi tôi biết nhiều đó nước đó. Sao ông kể mấy nước châu Mỹ luôn đi? Thì biết nhiều đó nước tôi kể nhiều đó nước thôi. Mà ông Lâm không quan tâm, ông quan tâm chi vậy? Tự nhiên nhiều chuyện vậy ta.